Đây là cái nghi quỹ mà bậc đạo sư truyền giới thỉnh, thì chúng ta ở dưới chúng ta có thể niệm thầm cái minh chứng của dược sư hoặc là chúng ta niệm danh của dược sư. Đa số không. Ý là những nhà bếp hàng hàng mà nó đưa cho trò bếp của nhà chỗ này. Có những cái bếp cho nên hiện giờ chẳng có tiêu chế ta nên kinh hạ bỏ yếu tiêu là bỏ hỏa rồi. Rồi cái chỗ đó trụ bà ta bỏ rồi xe bếp ra cho nhà mà nó.
Ba chơi chơi đó như vậy chơi 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 ch
Trước tiên là bậc đạo sư Trường Giới thỉnh các vị mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư tăng kỳ sư, chư hiền cũng chỉ đây đáng đàng tràng và ca ngợi chỉ đường cái đường xuống một hồng thánh đứng một a tỳ thần hồ siêu mẫn là bậc hộ trì từ tiền tới tháng bảy đứng Như Lai đầu dòng họ thích đệ tử chúng con trong quá trình mà bậc đạo sư Trường Giới cũng được thử nghiệm thì chúng ta ở dưới trình trì tụng liên tục minh chú mà được hay để khi mà bài trường cũng trực tiếp chúng ta nghe rõ và được tiếp cận với sự Trường Giới đó và trình cái thử nghiệm của đức diệp sư Lưu Tư là số ta nghe tôi nên thì mấy là thì nó sống mà chưa bao giờ hôm nay chúng ta đại được cái nhà chuyên lành trì cái lễ vấn đảnh của đức Diệp sư Lưu Ly Tông Chúng Phật. Cho cái lời giáo huấn cũng như là truyền cho cái lời những cái hành nguyện của các bổn tôn thì hôm nay chúng ta hãy khởi lên cái sự khao khát là chúng ta được thỉnh được đức Diệp sư Lưu Ly Quang Dương Như Lai lay đảo về đàn tràng và chúng ta hãy nhất tâm với phần khao khát đó. Đấy. Ta chú tổ cha tổ mình lưu xuống về, ta ghi anh nhà bùng bát du này bùng cho tới chỗ nào tổ hành đấy ta, chú tổ này khai sinh thế này, chú cho bát được coi cho bát chứ, thế này, này cha tổ ở đây đang đây để cha tổ ở chứ, thế này, ta mình đi phu ở chứ thế này, cô số bố ba, thế này mình đi gì, mình đi du, ta, cái gì cũng được nào, ta nghe con đệ nhị đạo anh cho anh cho nó cho đệ nhị chư tu lập tận đắc cái sanh chân lập mà ý cả cái anh cho đệ nhị phải cho là mình đây ở dưới chỗ mà gây con người như sanh sanh chết chết anh gây con tí như số cho đệ nhị phải cho là đạo khí ba nhà ngư sư sư sanh sanh chết mà bây giờ ngư sư sư cái gì mà thế mà không biết sao đó lo anh cái ba chỉ cho con ta chỉ ba thế này Ramayana thame pa na pa che maya pa sanji me chala ngu ya sa che
ngay ta ki ta chi ngu bi te te tu ne ne me cha la ngu su chi yo re te ta ma ngu su me cha la ngu su me ne tu ne de me la che de ji ji no ne sho ki sa sa chi me ji no so ma shi yo to ne de ji wa sho chi khi mà để chuẩn bị cho các buổi lễ được tràn đầy cái sự hưởng lạc thì các vị giới tử hãy lắng nghe những cái chi quỷ. Trước tiên là thầy sẽ làm cái việc dẫn thỉnh bằng cách là cúng dường mạnh đà la. Sau khi cúng dường mạnh đà la và làm những cái chi lễ dâng lên hoa quả cúng dường và thỉnh nguyện đó, thì chúng ta hãy luôn khao khát thỉnh thầy vì chúng con là bậc đạo sư truyền giới, cho chúng con nhận được cái giáo pháp từ nhiều cái sự lòng bi mẫn của thầy, để mà thỉnh nguyện được đức Bổn Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai lay đắng đặt tràng, và với những gì thầy đã dạy là chỉ cần cái được xuống ngọt hồng danh lưỡng ngục á tỳ thành hồ sơn má là bậc hộ trì thời kỳ tối ám bảy đấng Như Lai đầu dòng hồi thích để từng chúng con đầu thành để lễ cái việc đó luôn luôn khao khát, và chúng ta thỉnh thầy xin vị đồng quy nguyện mà truyền truyền cái đẩy giá trị dược sư ngày hôm nay. Quý vị sponsor nhớ có canh kata và phong bì nhé. Các vị còn các vị ở dưới chúng ta giúp tâm giống như là các vị sponsor, các vị đã thỉnh nguyện đến dự lễ ngày hôm nay, bắt cái ấn mạng đà la và chúng ta niệm thầm theo giống như sư cô đây là thầy hoa trang nghiêm tĩnh gãy núi chi đình đài phật dâu mặt trời mặt trăng quán tượng thành hội vận về sanh an trong cảnh giới chị mai xin mời đại diện Dr. Wise. Oh.
thì đại diện cho gia đình Mercedes Donahue. Để đại diện cho gia đình Mai Tú Phương và đại diện gia đình Thủy Hồ, Thảo Hồ. Những cái gia đình đã bảo trợ cho cái buổi lễ quán đền Đức Phật Dược Sư ngày hôm nay. Và quý nào, quý vị nào muốn bảo trợ để có cơ hội lên cúng dường mandala cho ngài Đông Độ Pháp Vương thì mình còn ba cơ hội nữa là thứ bảy tuần tới, chủ nhật tuần tới và sau cùng là chủ nhật ngày 17 tây tháng 4 là cái cơ hội cuối cùng để mình được lên cúng dường mandala cho ngài. Và quý vị nào mà muốn ghi danh để mà có cái cơ hội lên cúng dường mandala cho ngài thì xin liên lạc với Từ Phụ Lạc nhé. Từ Phụ Lạc sẽ sắp xếp cái chương trình để mà mình lên mình cúng dường cho ngài mandala. Chị Linh Khưu có tới chưa? Chị Linh Khưu chắc bị trễ rồi. Chị Bích Ngọc. Chị Bích Ngọc chắc cũng bị trễ rồi. Mặt trời mặt trăng quán tưởng thành cổ Phật, chúng sanh an vui trong cảnh giới thanh tịnh này. Con với tâm kính dâng lên bậc Phật sư, thỉnh ngài chuyển pháp luân. Idam Guru Ratna Mandala Kham Daya Tayang Di. Ta tên mình đi phía ở đây xuống. Ta, ta thu xong khi ở đây xuống là. Rồi cho nó, thì yên tiên rộng bởi nè chi nhìn bị khôn đề ế xử lý. Anh ngả rộng xuống kìa. And then, sau khi cúng dường sau khi chúng ta thực hành cái buổi lễ cúng dường mà Đàn La xong và kính thỉnh vị truyền giới hãy vì con mà thỉnh Đức Cấp Phụng Tôn Dược Sư Lưu Đi Quang Dương Gia Lai lay đảo đàn tràng và truyền khẩu cho một cái buổi lễ gia trì của chúng con. Với một lòng thành kính nguyện chư Phật chứng minh và gia trì cho chúng con được tiêu trừ hết tất cả các bệnh tật cũng như mọi chứng duyên kiếp duyên khi chúng con đã tạo nên và xin bậc thượng sư truyền giới chứng minh cho lòng thành của chúng con. Ta đi cho nên thì phải trả lời bây giờ chỉ bảo là tôi là nó sửa được cái gì không vậy? Từ đây đến đó thì khi bạn thấy nó hơn chỉ thu chi bị thế thế gì chứ sửa được bà thằng chỉ tự nói mà đâu à? Chỉ sửa được bà chỉ chỉ cái gì thế đấy? Anh thế nào vậy cái chỉ chỉ cái bản nào vậy tại vì ngã xuống cho nên thì mấy cái làm ra cái chỉ cho bốc cái mà để thu chi bản nào vậy nghe à bài tế chỉ thằng bài chỉ cái sáng sáng chơi này tháp bài thằng bài thu bị ông bận để chơi này đâu ai chơi bài chỉ cho họ số
chú ý cho chú sáng chí sĩ tăng chí bà đen dòng bì thay, phán lạ dì khí dì lạ sư hoa tù nì, nè kô tăng, nè tăng, rà tăng, chung kén chín chí bà sù nè sè thà tà xé hoa tăng. Phán chè lì dì mò bò nà chàng, nè tò chàng hoa tăng, lì dì mè dè hoa tăng, sè rì khén nè yà mò bà tăng, nè chè nà hoa tăng, nè tò thà hoa tăng. Sè nà nhò bà tăng chè sà tù, sè nà chèm bò tù bà sù xín, nyamen dapan kare chen tupi ngandu dungen si sen chogo jige an ane hala chen tupa sanji dungen si gari sun yuri isi ane chen tupi nga sun tu me tongwa tang sen na tang, chi chi tang, ngado tang, trado tang chupa ngamba namba nyamen chen nyongwa na chang ngan che hala yi chen tupa tenpi dungen li tate dawa pansong soba nyongwa tang ase. Khi mà chúng ta hiểu được cái duyên khởi là khi mà chú thỉnh nguyện Đức Dược Sư Lai Đáo Dược Đàn Tràng thì chúng ta cũng biết được cái công hạnh của Đức Dược Sư. Ngài đã phát nguyện giúp cho chúng sanh tiêu trừ tất cả những cái bạc chướng cũng như là những cái tật bệnh là do cái hành động vô minh của chúng ta đã tạo nghiệp. Chính vì vậy thì có rất là nhiều cái những cái bộ kinh ngắn dài và vào cái của người thực hiện cái dược sư, cho nên cái lời Phật dạy khi mà có sự lợi thỉnh cầu về cái công đức của, về cái đại nguyện lòng từ bi mãnh liệt cũng như nguyện tên mình sẽ thành ước nguyện và mang đem lại cái niềm hạnh phúc đến cho chúng sanh khi bị những cái tật bệnh, và cái điều đó cũng làm cái hạnh nguyện của Phật được lan tỏa trong cái cuộc sống hàng ngày, và nghĩ đến cái tụng niệm danh tạc những cái dụ bộ kinh gia trì của Đức Phật qua cái bảy đức dược sư gia trì với sự thỉnh nguyện của Đức Thích Ca. Thế nên chắc khá nhỏ cho nên niệm hệ là thiên chư bát thế là thiên bát thế cho nên chư dùng niệm mình duy trì nghe xong liền nghe bát thảo hòa tăng đến đây thì thiên bát chỉ thu ni thiên bát chỉ bồ tát lang trôi niệm bát tăng thế anh em mà nó thọ bề cái đến đây chỉ tu anh em nhà bát thế nên chỉ số số anh em để bát trung hòa được cái này thế cái chỉ số chỉ chỉ ở đây là anh là anh em chỉ thế giới bản đồ của thế giới người để thế đó anh em mà cho chúng ta đi phải là đi khi đó cái phải chuẩn bị sự người đi sự nhà qua cái duyên khởi cũng giống như là cái duyên khởi là đức ở đất nước Tây Tạng cũng do bị cái một cái nạn dịch và cái nạn dịch đó mà được cái vị vua đã Thế Dục Bà đã thỉnh nguyện các vị làm sao để cho Đức Tây Tạng vượt qua cái nạn dịch, thì qua cái duyên khởi đó mà đã mới truyền cái lễ dược sư để tiêu trừ cái tật bệnh tật ở cái vùng đất Tây Tạng, mà ngày hôm nay chúng ta mới có những cái bộ kinh thỉnh nguyện Đức Bổ Sư gia trì để tiêu trừ những cái bệnh tật và bệnh chướng. Yang yang ati yang kibara chen ni bo xiang ko lu ju ji ge ge bu si ji ma ju ji de wa ji ji xin ge ko ba lu yu du du ni tu ji bi ti de wa ji ji xin yu du de ta 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 ji ji ma lan di bi yu du ju wa de za yan chang de wa ji ji ne ju ta ji ge ba ha ji ji ge ba ji ma yan ta me chang ma yan na ta shu kan de ye ge dun du bi ba sang ji xin ge ju yang ta me ba ta ji xin du du ka yi xin de ji ba xin thế chế hóa mà sẽ bảo sang được chế hóa là mấy chế là chế bớt thế cho chúng sinh bảo chế bớt chỉ bị ghi cho hóa sao bảo là nhân ngã bớt bảo sang chỉ bị thế mấy chế là đó là nhân
Về lời tuyên thuyết không hư quỷ của Đức Thánh Phật đã dạy rằng dũng lực và sức mạnh giá trị của Đức Phật Dược Sư đặc biệt to lớn và chóng vánh trong thời kỳ suy đời. Vì vậy chúng con hãy xin tín nhận và nhất tâm hành trì lễ tinh túy này và để thỉnh cầu thể nguyện Như Lai phụ trì thời đại tối ánh, bày biện đúng như lễ kinh hướng dẫn thì phát tâm quy y cũng tâm Bồ Đề, và chúng ta phải phát nguyện một cách dũng mãnh để theo cái quy trình thỉnh nguyện đó, và giúp cho thế gian vượt qua cái những bệnh tật, những cái tai ương, và ban lời chi huấn về thỉnh lợi những thỉnh lợi các quy y, cũng như là nương tựa vào cái sự quy y và pháp Bồ Đề Tâm mà bảy đức dược sư Lai Đáo Đàng Tràng chứng minh công đức. Thật nên chỉ nói xong một câu đó là nên suy nghĩ được vấn đề gì đó nên xong sẽ bắt show hết chứ. Thì xong xong thì thằng chết tông. Thật biết là gì ngô nè. Bây giờ là mình cái đấy chứ. Đó là chỉ nói thế thôi chứ. Chúng ta hãy đọc ba lời thỉnh cầu là ba đời chư Phật đã dạy chúng con. Kính thỉnh bảy đức dược sư Lai Đáo Đàng Tràng chứng minh cho lòng thành khẩn của chúng con, và chúng ta đọc ba lần ba đời chư Phật chỉ dạy chúng con về hạnh nguyện của bảy đức dược sư gia trì chứng minh Như Lai của khắp mười phương ba thời, thân khẩu ý thiện đức thiện hạnh đều quy làm một ở nơi chân tánh, là cội nguồn của 84,000 pháp môn chánh pháp, là chúa tể của hết thảy thánh tăng, bốn sư tòa hòa, chư tổ truyền thừa và chư đạo sư các tường tôn quý. Con nguyện quy y chư Phật Thế Tôn giác ngộ viên mãn. Con nguyện quy y. Ta chưa tỏ bí thế tổ nè, nó chưa tỏ chí bà rì, thế nè, đơn chứ nó gái, tuần đề nè, phên chứ là, ô tổ tổ. Nên chú 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 bán là kì khó khó mà tì xu yu sàn tì yi xe ngà nên con chú sông là chú sông rô rong kì thú mê nì sà bì dì bà xa bà tà nên chén chì kì wà là chì sì yé rong hà con tù sông yu gò nì nên sù wà dì bà nên chóng dùn dì bà tì yi dì dì nè sông dì bà xô. Hãy giúp cho con tiêu trừ những tất cả bạc chướng bệnh tật đã đem đến sự khốn khổ trên thân thể của con, làm cho con không có thể thực hành được bất cứ một cái giáo pháp nào. Ngày hôm nay con chí thành sám hối và thỉnh Đức Phật Dược Sư gia trì và giúp con tiêu trừ bệnh tật. Con chú xuống là đó cho chị.
Dipa tangje so so sha. Ye ge la ji rong. Sang ji chang ju ye ji zong. Ko jo so la da cha che. Dipa tangje so so sha. Ye ge la ji rong. Sang ji chang ju ye ji zong. Ko jo so la da cha che. Dipa tangje so so sha. Ye ge la ji rong. Sang ji chang ju ye ji zong. Đó. Khi mà cho chúng ta khi mà chúng ta đã phát khởi lên khởi là chúng ta thọ trì cái buổi lễ hôm nay thì chúng ta phải đọc cái bài con xin nương tựa Quan Ngôi Báo sám hối mọi ác nghiệp đã tạo tùy hỷ thiện nghiệp đến hữu tình nguyện đắc quả vô thượng bồ đề con xin nương tựa pháp hòa tăng ngay đến bậc giác ngộ tối thượng tính giải hành chính chứng bồ đề tâm được thành tựu tự lợi lợi tha nguyện hằng trưởng dưỡng bồ đề tâm dẫn dắt chúng sanh từ chúng sanh như bằng hiền nguyện an lạc hạnh bồ tát nguyện thành phật lợi lạc chúng sanh thật thế nên thật anh cho nên mấy chuyện đó đó là Hôm nay cái đó là chúng ta từ lâu đã xây cái sự an địa bát đề, anh em thấy chính trị từ lâu đó chân dân bà lá số ba, làm đồ chân dân bà lá số ba, chú chú sáng chế đảng, chú chú sáng chế đảng, chú chú sáng bá thắng chế, chú chú sáng bá thắng chế, đó là công số số, đó là công số số, đó mình đi số mình đi chạy chứ. Chúng ta mỗi tự thân có mặt hiện trong giới tràng ngày hôm nay, chúng ta nói để con tên là, nếu có pháp danh thì nói pháp danh, con nhất tâm kính thỉnh bậc thường trư, hãy vì lòng quy nguyện mà thỉnh nguyện Đức Dược Sư lay đấu đàn tràng, chứng minh công đức và giá trị cho chúng con, như những gì con đã phát thệ nguyện. Đa mi đi khí châu à. Tuyên đến nữa tay. Tuyên đến nữa tay. Là chị chịu bắt đầu. Tuyên đến đi. Tuyên đến là. 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 Và cái mỗi ý giới tử hãy quán tưởng là khi mà chúng ta phát nguyện con tên là pháp danh là nguyện đời đời kiếp kiếp thực hành cái hạnh nguyện Bồ Đề Tâm và luôn luôn nương tựa ba ngôi tam bảo cao quý và chúng con nương tựa chư Phật Thế Tôn giác ngộ viên mãn và nương tựa vào chánh pháp màu nhiệm còn xin nương tựa vào tăng đoàn thanh chúng và cùng với tám đấng thiện đệ Thế Tôn Dược Sư cùng chúng tùy tùng con nguyện quy y bậc có mắt tuệ hộ pháp diệu pháp các tường tối thắng con nguyện quy y và chúng ta đối ba lần như vậy và chúng ta hãy thỉnh được nơi Phật nơi pháp cùng tăng tôn quý cho đến bồ đề sinh về quy y nhờ công đức tu hành thí hành cát nguyện vì chúng sanh viên thành Phật đạo.
Đó là cái sự nhất tâm của chúng ta khi chúng ta thỉnh nguyện và quán tưởng trên đỉnh đầu của chúng ta cũng được sự gia trì của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Rồi thì chỗ lỗ cho nên mấy giờ làm bây giờ con đâu không phải chỉ cha nhỉ ý chỗ gì nên tổ sung chỉ biết ăn rồi tao nhớ nhớ cái tên là để cho con yêu thương gì nào để cái chỉ yêu sáng sáng chứ để con chỉ cho để yêu sáng chứ ta để chỉ tu tu nhá con chỉ để ta và mỗi tự thân của chúng ta thấy trên đỉnh đầu của chúng ta được sự giá trị của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai và chúng ta cảm thấy được cái sự giá trị đó. Ta thì chế tu to, nên chỉ là cái ăn chế tu to, bên đây thì nó thì cái cơ bản cái chuyện gì mà con đồ mà bộ, ý chủ nhân tự nhiên nhà già, ở cái chỉ chế thì ở sáng sáng chế. Và trên cái đỉnh đầu đó chúng ta thấy được cái sự giá trị. Với cái sắc thân màu đỏ của cái sự giá trị của Đức Dược Sư. Đó thì cái khi bà thấy chỉ tu tu nhau, bề mặt tận đại thì cái khi bà thấy là bà nhớ ra, chỉ ra giả cho nhau, con đồ cam mà, cho nên chỉ chỉ tâm sự, để là chuyện để cái yếu sáng sáng chỉ chỉ. Và chúng ta thấy được. Cái pháp thân của Đức Dược Sư với cái thiện lành về những cái thiện nghiệp lành mà bằng những cái ánh sáng vương màu trắng. Thế thì tôi đã thấy khi bạn nói nghe mình chụp về con đường mà sẽ cho những nhau yêu cái chữ sống sao chị và thấy và chúng ta quán tưởng được những cái vị thiện nữ cũng như là các vị hành giả cũng lay đáo đàn tràng để chứng minh cho cái thần tượng ngày hôm nay. À, ta thì chỉ tu tu, bên đây thì tu tu cái khi bà sinh cha chan đi cái chỉ yếu sống sao chứ. Thì chỉ tu tu, bên đây thì tu tu cái khi bà sinh ra wa, con đường sư bồ, ý chỗ gì đó, nhân nhân gia gì cái chỉ, nên nhà thì cái khi bà tu này chỉ yếu sống sao chứ. Và chúng ta thấy được cái sự giá trị của Đức Dược Sư. Trên đỉnh đầu của chúng ta cùng với cả đoàn tùy tùng và cái hành nguyện của bảy đức dược sư cũng đồng lai đáo để chứng minh và giá trị công đức cho chúng ta. Ta thấy cái chữ tu tu bên đây thì tôi thấy cái bà thân là bà nhớ bây giờ cho bà con đối sẽ bà im mình chỉ bà thằng nhớ nhà gan thì bà thằng chưa chắc thêm bây giờ bà ta thua thua lo nên là những cái này thân là bà nhớ bây giờ bà cảm ơn cảm ơn thua lo nên tiền này chỉ yếu sáng sáng chỉ, thêm bây giờ bà, cô là chú cái nông thôn chuyện này, tiền này chỉ yếu sáng sáng chỉ còn lối chứ. Phước tất cả những cái thiện nghiệp thể hiện cái sắc màu đỏ, đó là những cái sự lay đáo của tất cả bảy đức chư Phật đang hiện hữu lay đáo về đầu đàn tràng và chúng ta cũng xin nguyện các vị gia trì bằng cái nguyện nương năng lực chân thật tam bảo. Và năng lực gia trì của Phật và Bồ Tát, năng lực tư lương, phước trí viên mãn và phương pháp tánh thanh tịnh triệt để. Ngoài tâm nghĩ bàn, thì nguyện các vị lai đáo, đàn tràng chứng minh công đức. Thế thì, cảm ơn các bạn khi bà tên thân lập bệnh rồi, bây giờ bà là cháu sở lộ sinh, chính thức rồi chú ý xem. Cho nên thì, nhờ cái năng lực của gia trì chân lý vô thượng của Phật và Bồ Tát, năng lực hai bồ tương đương phước trí và năng lực năng lực pháp tánh thanh tịnh. Trong đền thì thế giới ba. Trong đền thì thế giới sẽ ba. Đa chồng ba. Đa chồng ba. Nhà đạo bà chú bị sanh gì? Nhà đạo bà chú bị sanh gì? Thiên lập bà nhân đạo bế giới giáp la. Thiên lập bà nhân đạo bế giới giáp la. Cha chỉ cái chỗ sự chiếu. Cha chỉ cái cấp sự chiếu. Trong đền thì thế giới ba. Trong đền thì thế giới sẽ ba. Đa chồng ba nhà đạo bà. Đa chồng ba nhà đạo bà. Chú bị sanh gì? Chú bị sanh gì? Thiên lập bà nhân đạo bế giới giáp la. Cha chỉ cái. Thiên lập bà nhân đạo bế giới giáp la. Cha chỉ cái. Chấp sự chiếu ô, chấp sự chiếu ô, trung điện đệ tử nhân sĩ ba, trung điện đệ tử nhân sĩ ba, đa chúng ba nhã đạo ba chúng bị sanh gì, đa chúng ba nhã đạo ba chúng bị sanh gì, thiên lập ba nhân đạo bế giới giáp la, thiên lập ba nhân đạo bế giới giáp la, cha thế lo, cha thế lo, chư tu chư sự chiếu ô, chư tu chư sự chiếu ô, anh ta suy ra được tôi nên thiên lập ba nhân đạo bế giới giáp la.
ăn xe chở thang chỉ bé rán là chén chú lô xong sao nè anh mà rán là thím bà kim bà chỉ lô chỉ xíu. Dạ, còn qua ba lời thỉnh cầu chúng ta hãy nhất tâm đệ tử đảnh lễ cúng dường quy y Đức Thế Tôn Như Lai ứng cúng chánh biến tri thiền danh xưng các tường phước Phật. Nguyện đại nguyện năm xưa Phật đã từng phát, tức thì thành thuộc nơi con và chúng sanh. Nguyện lời nguyện trong sáng của con, tức thì thành sự thật. Đã dì tư chí gửi là, đà hoa chí bà chân lệ. Đà hoa chí bà chân lệ. Khá mạ nà chá tà tù bà chân. Nà mạ nà chá tà tù bà chân. Đà đà sê chê thang chê chê. Đà nì sê chê thang chê chê. Kê chê lăng chú bà chân chê lô tù sư. Kê chê lăng chú bà chân chê lô tù sư. Đà sê sư hoa tù nì. Và khi chúng ta thỉnh ba lần như vậy, cũng như nhất tâm đảnh lễ quy y, để khi mà chúng ta nhất tâm thỉnh nguyện như vậy, thì lời nguyện cái trong sáng của chúng ta được thành tựu. Xin hãy giúp gia trì cho chúng con trong cái buổi lễ buổi truyền pháp ngày hôm nay. Đó, tế vụ mà. Cái vị Phật thứ hai, chúng ta thỉnh về vị thật thứ hai để mà chứng minh cho lòng thành của chúng ta là đệ tử đảnh lễ cúng dường quy y Đức Thế Tôn Như Lai ứng cúng chánh biến tri bảo nguyệt liên hoa trí nghiêm quang âm tự tại vương Phật. Nguyện đại nguyện năm xưa Phật đã từng phát, thì tức thì thành thuộc nơi con và chúng sanh. Nguyện lời nguyện trong sáng của con, tức thì thành sự thật. Chúng ta phải đọc ba lần đệ tử đảnh lễ cúng dường quy y Đức Thế Tôn Như Lai ứng cúng chánh biến tri bảo nguyệt liên hoa trí nghiêm quang âm tự tại vương Phật. Nguyện đại nguyện năm xưa Phật đã từng phát, tức thì thành thuộc nơi con và chúng sanh. Nguyện lời nguyện trong sáng của con, tức thì thành sự thật. Chúng ta nói ba lần. Ta lễ chân do nhà chỉ đi chơi rồi thế nhưng khi bà lễ chân đại chỉ sẽ bà lễ chân đại mà mình làm chết tao bà kia mà làm chết tao đó sinh chết thằng chết chết đó sinh chết thằng chết cái chết là chú bà cái chết là chú bà chết chết là tu sư chết chết là tu sư khi sư hoa tu bị lễ chân đại vậy thì khi này sư sanh tìm là thiên bà miếng sẽ thế nhưng khi bà thế mà thế nhưng khi bà là thiên bà miếng rồi chú ý xem. Và khi chúng ta phát nguyện từng cái thỉnh từng cái những vị Phật lạy đấu đàn tràng đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái lòng dòng cam lồ của vị Phật đó rót vào đỉnh đầu của chúng ta và xuống tràn khắp cả thân thể của chúng ta và chứng minh lòng thành của chúng ta. Đó, nhớ thế, ông mà thế lo, sư sư tu mới sinh là sư tu chỉ là chỉ đi chỉ luôn. Chúng nên để thực hiện ba. Chúng nên để thực hiện ba. Đa chúng ba. Đa chúng ba. Nào tập bát tu bị sanh chi. Nào tập bát tu bị sanh chi. Sư sư tu mới sinh nó. Sư sư tu mới. Tu chú ba la. Tu chú chú ba la. Cha chú lo. Cha chú lo. Chú tu chú tu chú. Chú tu kiếp sư chú. Chúng nên để thực hiện ba. Chúng nên để thực hiện ba. Yang ta ba zubi sanji, sen san ti ba ri xian no, du xu zhu ba la cha zhe lo, qiu de xiu zhe qiu, zhong nian de de yin xie ba, da zhong ba yang ta ba zubi sanji, sen san ti ba ri xian no, du xu zhu ba la cha zhe lo, qiu de xiu zhe qiu. Và bây giờ là chúng ta thích nói thỉnh vị Phật thứ ba, đó là đệ tử đảnh lễ cúng dường quy y Đức Thế Tôn Như Lai ứng cúng chánh biến tri kim sắc vô cấu bảo quang diệu hạnh thành tựu Phật.
Nguyện đại nguyện năm xưa Phật đã từng phát tức thì thành thục với con và chúng sanh. Nguyện đại nguyện trong sáng của con tức thì thành sự thật. Chúng ta phải đọc ba lần. Là đứng các tường của Phật đầy hương, đối trước Đức Kim sắc vô cấu quang, chúng con lãnh lễ. Thế nên chúa cho nên thì cái khi bà sẽ ra thì mình sẽ nói chuyện thì nên nặng nghe mình chút bởi là thiên xuống sáng ra chỉ là chú ý chứ. Hoàng rồng vô cấu, đối trước Đức Kim sắc vô cấu quang, chúng con đã chỉ tôi chỉ rồi chúng ta lại đảnh lễ và nói ba lần thỉnh cái đức vị dược sư thứ tư. Đó là theo cái đệ tử đảnh lễ cúng dường quy y Đức Thế Tôn Như Lai ứng cúng chánh biển tri vô u tối thắng các thường Phật. Nguyện đại nguyện năm xưa Phật đã từng phát tức thì thành thục nơi con và chúng sinh. Nguyện lời nguyện trong sáng của con tức thì thành sự thật. Lúc đó chúng ta vừa trì tụng và chúng ta quán tưởng được sự gia trì của vị vô u tối thắng các thường Phật, và với cái thân sắc đỏ hồng kết ấn tâm muội thành tụ tứ nguyện trang nghiêm dị lương, là đấng cát tường cõi Phật vô u, đức vô u tối thắng các tường Phật, chúng con nhất tâm kính thể thoát khổ não đạt vô lượng an lạc, giúp cho chúng sanh sạch khổ tâm độc, làm bậc hộ trì cho khắp sáu cõi được sự cát tường đức vô u tối thắng các tường Phật, chúng con nhất tâm kính lễ và kính dân cúng phẩm thật sự bày ra hay từ mật chủ hay đại hay định đại nguyện, sám hối ác nghiệp, phá giới phạm giới, tùy hỷ công đức cung thỉnh khẩn nguyện. Với công đức này nguyện sinh hướng về đại bồ đề, nương nhờ năng lực nhớ nghe tụng niệm cúng dường đảnh lễ hồng danh Thế Tôn, nguyện khắp chúng sanh như chúng con đây u phiền sạch hết, sống lâu vui vẻ. Nguyện hào quang Phật tăng nguồn hỷ lạc nơi chốn địa ngục, cho con vào cảnh quy hoàng tứ đẹp, tài sản dồi dào, tà ma không phạm, thương mến lẫn nhau, không vướng tật bệnh, đến khi đời này bỏ lại phía sau. Nguyện từ lòng sen sinh vào tịnh độ, đức hạnh đầy đủ, thành nơi chấp trì giả pháp của đức vô u tối thắng. Chúng ta đi thực hiện ba. Chúng ta thỉnh vị Phật thứ năm với nhất tâm trừ thỉnh bằng cách là đệ tử đảnh lễ cúng dường quy y Đức Thế Tôn Như Lai ứng cúng chánh biến tri pháp hải diệu âm Phật,
quyền đại nguyện năm xưa Phật đã từng phát tức thì thành thục nơi con và chúng sanh nguyện, lời nguyện trong sáng của con tức thì thành sự thật. Thân sắc trắng hồng ta kết ấn kiết khai thị chánh pháp thành tựu tứ nguyện trang nghiêm dị lưu là đấng cát tường ở nơi cội Phật. Tràng phan thắng pháp đối trước Đức Phật pháp hải diệu âm chúng con đảnh lễ. Chúng đi đi thì kiến sĩ bà. Ta dewa ki ba chida ja so yang phan phana chita to ba ke ki chi lo du ba che chi lo tu su si su wa tu bi te ge ki ba chida ja so yang yo to chi ni nga che je bo la na tin su sa sa chi no ba de ro chi. Bây giờ chúng ta lại tri tụng thỉnh vị Phật thứ sáu, đó là đệ tử đảnh lễ cúng dường quy y Đức Thế Tôn Như Lai ứng cúng chánh kiến tri pháp hải thắng huệ du hiến thần không phương Phật. Nguyện đại nguyện năm xưa Phật đã từng hóa tức thì thành thục nơi con và chúng sanh, nguyện lời nguyện trong sáng của con tức thì thành sự thật. Đệ tử đảnh lễ cúng dường quy y Đức Thế Tôn Như Lai ứng cúng chánh biến tri pháp hải thắng huệ du hiến thần không phương Phật. Nguyện đại nguyện năm xưa Phật đã từng hóa tức thì hành nguyện nơi con và chúng sanh, nguyện lời nguyện trong sáng của con tức thì thành sự thật. Sắc màu san hô kết ấn khí nguyện thành tụ tứ nguyện trang nghiêm dị lương là đấng cát tường cội Phật biển ngọc Đức Thần Thông Vương chúng con như tâm kính lễ. Chúng đi thì hiện khi bà ra trong bài hát tập du biệt sanh gì ra trong bài hát tập du biệt sanh gì chưa cho kệ chưa cho cho kệ lưu nam bá rư bà lưu nam bá rư bà mà chỉ biết giáo bá la mà chỉ biết giáo bá cha sư lô cha sư lô cho tu cho hộ chúng đi thì hiện khi bà chúng đi thì ra trong bài hát tập du biệt sanh gì ra trong bài hát tập du biệt sanh gì chưa cho kệ chưa lưu nam bá rư bà lưu nam bá rư bà mà chỉ biết giáo bá la cha sư lô cho tu cho tu cho hộ chúng đi thì hiện khi bà ra trong bài hát tập du biệt sanh gì chưa cho cho kệ lưu Nobody will go back and be Gabola Chasolo. Nobody will go back and be Gabola Chasolo. Choto Choto Cho. The Washi Bangashan Jibu. The Washi Bangan Jibu. Hanjilato, Mamma Chetato Bagan. Mamma Chetato. Gigila, you by change your lot to see. Gigila, you by change your lot to see. He is you want to be. Nashan Jibu, you to Kenny. Ta Tama Tama, to get you by maybe Jabo. Quand on va pas la tien son sans ça qui est ça on ici ma tu y va ta tête. Ta mais puis je voilà sur toi toi. Tu ne dit que je pas. Là je pas y a toi tu veux sans y. Mais je là. Mais là y dit je pas là. Ça se le chez de chez de chez. Tu ne dit que je pas. Là je pas y a toi tu veux sans y. Mais je là mais là y dit je pas là. Ça se le chez de chez de chez. Tonye de tinge kiba. Da chuma ya ta ba zubi sanji. Da chuma ya ta ba. Ne jala mede ya yuche jabala. Cha chalo. Cho to cho to cho. Cho to kapsa cho. Da dawa kiba mebi jabo. Mebi jabo. Kha mana chata to ba ki. Kichi la ju ba chen ji lo to su. Chi su wa to bi mebi jabo. Ko li yu ze pa to o me ba chuan te shirana je. Cho wo ni kan ti je pa. Ne de di ti thang je jang. Likhigunta yadagba gyanto jesu sangba chi jesere. Mebi jibo lo siwa tani, mebi jibo li yuze pato mamba jinti rangi jiwa ni kanti pato. Nende didi tangi ta ni, pe li si tangi jiga pe, tanda pe tangi tawa chi jesu sangsa chi mamba chi ro chi yusere. Và chúng ta để thỉnh về Đức Thần thứ bảy. Với cái bài kệ đệ tử đảnh lễ cúng dường quy y Đức Thế Tôn Như Lai ứng cúng chánh biến tri dược sư Lưu Ly Quang Trung Phật. Nguyện đại nguyện năm xưa Phật đã từng phát tức thì thành thục nơi con và chúng sanh, nguyện lời nguyện trong sáng của con tức thì thành sự thật. Đệ tử đảnh lễ cúng dường quy y Đức Thế Tôn Như Lai ứng cúng chánh biến tri dược sư Lưu Ly Quang Trung Phật. Nguyện đại nguyện năm xưa Phật đã từng phát tức thì thành thục nơi con và chúng sanh, nguyện lời nguyện trong sáng của con tức thì thành sự thật.
thân sắc sanh dương kết ấn thí nguyện đạt 12 nguyện trang nghiêm dị lương là đấng cát tường cõi lưu ly qua đức dược sư vương chúng con đảnh lễ là đấng Thế Tôn với lòng đại bi dành cho tất cả đồng điều như nhau chỉ cần nghe được hồng danh của ngài là tiêu tan hết khổ đau ác đạo tiêu tan tất cả bệnh dữ tam độc kính đức dược sư lưu ly quan phật chúng con kính lễ kính dân cúng phẩm thực sự bày ra ngay từ mật chú đại định đại nguyện sám hối ác nghiệp phải giới phạm giới tùy hỷ công đức cung thỉnh khẩn nguyện với công đức này nguyện sinh hồi hướng về đại bồ đề nương nhờ năng lực nhớ nghe tụng niệm cúng dường đảnh lễ hồng danh Thế Tôn nguyện khắp chúng sanh như chúng con đây đều được trở thành giống như y ngài đầy đủ tất cả tướng hảo chánh phụ. Tam phép bây giờ bồ tát gửi từ sớm nay số số tạ đa thì khi bạn phép bây giờ bồ mong bạn ở sanh diệt cái phép bây giờ bồ tát nào yên chi số số tên nào yên chi số số sanh sanh chi cái mình bạn thấy có lý sao? Khi mà chúng ta đã thỉnh nguyện như xong như vậy thì mỗi tự thân của chúng ta phải thấy được cái sự giá trị đạo sư truyền giới đã truyền những cái khẩu quyền thỉnh nguyện trên cái bộ kinh của bảy đức dược sư thì chúng ta phải phát được nguyện cho ánh sáng quét sạch bóng đêm trí tuệ phương tiện không bao giờ cạn nguyện kẻ lầm đường lạc vào lối nhỏ được đại thừa đạo trang nghiêm giới thệ nguyện cho chúng con thoát khổ đọa giới đầy đủ giác quan và chúng ta phải nhất tâm niệm hãy nhất tâm thấy sự ánh sáng lan tỏa đến cơ thể của chúng ta và lan tỏa trên cả hư không pháp giới. Ta rằng nhé, thế này phải bây giờ bảo thế này quân đội không bảo thế này chỉ riêng số hoàng gia nào đi khen thế này chỉ thiên sủng bảo trung chức này bây giờ sủng bảo chỉ chơi giang ba, có là chư công minh tu chân sư à, hiện tại thiên hạ thì bây giờ là số đối với chế bộ chủ cơ ngũ bì, thu gan đại y chế khởi chỉ thiên tu sẽ thế, số số thế này khi mà phải bây giờ bảo chỉ cái thu gan đại y chế khởi chỉ thiên tu, cái gọi hoàng gia bảo chỉ chế, ta số bên chỉ thu gan này hoàng gia bảo thế này hiện tại thì số nào số cái thu gan hong hong bơ po de xie dong chu tong ni si du lu bian ji tu ga ni tu ta de xie ta gi de chung bo de lo de ya ta ji ma la xue re de li yu ju tu ni de xie dong chu ju ye wa xie ta ji ba ta ji tu ga po ni tu ju ge yi tu ga ni tu ni su mi bi xi ji wo na ba he de la la tu ko chuo wa ru ru dong se de ta de ni Kubeya tanga, nyanshi ji tukka te tula yuze paadu ma pa chini te genki wa mhenje la pe chewa rii jabo riro chung chung pe nindu seman rosa ma tu mekhenge en tanda mumbuchi so so lu tin su ngu saa chi ki mipan ziru chi yu se. Khi mà chúng ta đã thỉnh nguyện thì bây giờ với thầy là các vị hãy quán tưởng thầy hiện giờ là vị đạo sư truyền giới cho các vị các vị phải quán tưởng được trong mỗi tự thân của các vị giữa trong trái tim của chúng ta giữa lòng của chúng ta quán tưởng cái chủng tử hung có sự giá trị của bảy vị Đức Phật mà hồi nãy chúng ta truyền thỉnh khi mà chúng ta truyền thỉnh như vậy lúc đó thầy cũng sẽ nhiếp tâm để thỉnh bảy vị Phật vào trong cơ thể của chúng ta và trong cái chủng tự không đó có được cái pháp thân của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai với cái màu xanh dương đậm giữa lòng ngực của chúng ta và được sự giá trị của tất cả các vị Phật mà chúng ta đã thỉnh trong cái lòng ngực của chúng ta thì chúng ta quán tưởng được 6-7 cái vị Phật đó trên cái cơ thể của chúng ta qua sự nhiếp tâm của thầy và cùng với sự nhiếp tâm của tất cả các giới tử khi mà thầy bắt đầu bước vào cái thực hành cái bình quán đảnh để ban cái nước gia trì trên cái sự thực tập và chúng ta nguyện cho chúng sanh thoát khỏi mọi cái bệnh tật và sống được cuộc đời phồn vinh. Nguyện cho những kẻ bị mệt mỏi, bị tà kiến, ác kiến đều được thoát khỏi và thoát khỏi cái ma vương cũng như là phải chịu khổ học hỏi đều được sống an nhàn, không bị đói kém
và luôn luôn làm được điều ác, nguyện nhờ pháp thực và mà được no đủ, và cái chúng ta phải nguyện được cái những nơi bị khổ nóng lạnh, những nơi bị bất an, những nơi chiến tranh đều trở thành một cái nơi trang nghiêm thanh tịnh, và cái điều đó chúng ta phải quán tưởng để được cái sự giá trị đó. Ngài truyền khẩu trực tiếp về cái minh chú của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Trung Gia Lai. Nhi ba yi xì bì chú chì tà là yê mẹ tò thịnh. Sông ba tè nhé tè ba chế sông sáng á chế đu sư tù sáng dì rô chú yu sư. Ngài đang truyền cái minh chú dài cho chúng ta. Ta dì nữ chì rô dù. Chúng đen đa kì. Chúng đen đa kì. Dũng la chì. Dũng la chì. Đa la chì. Chúng đen đa la. Chúng đen đa la. Chính chì lô. Chính chì lô. Chúng đen đa kì. Chúng đen đa kì. Dũng la chì. Dũng la chì. Chúng đen đa la. Chúng đen đa la. Chính chì lô. Chính chì lô. Chúng đen đa kì. Chúng đen đa kì. Dũng la chì. Dũng la chì. Chúng đen đa la. Chúng đen đa la. Chính chì lô. Chính chì lô. Đa tình nhé. Hí sư hoa tự bì. Lá mi. Mẹ tu hóa chế thiên hoa ràng ghen tư chì bà chế hô gà bì. Thế khá hóa thiên là thiên bì. Chẳng lô tiên bà chì bì mẹ bàn dư sẻ tá. Thế chế nì mẹ tu thua thà nà tu ấn nè. Ô gà rì sẻ. Chế hô gà nì khá là thiên nì. Chẳng lô tiên sô bè. Tá dì. Khi mà chúng ta tùy tụng tâm, chúng ta phải nói là Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Lai đã cùng hòa nhịp với con là một và con nhất tâm tinh tỉnh. Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Lai cùng với con gia trì cho con và nhất tâm cho con với Ngài là một.
chúng ta nói ba lần về sự thỉnh cầu đó khi mà chúng ta trì tụng được cái minh chú của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Tôi nhớ nhớ thời gian lúc mình chưa là sáng chỉ mấy giờ là tôi có tăng chỉ sáng chế giờ rồi. Giờ lúc mà lúc bạn chú bạn cho chỉ sẽ tôi nhớ như thế thì chẳng chú mà tôi chưa bắt đầu cho nên như mấy giờ là giờ đang chế độ mấy giờ là chế độ giờ đang chỉ là rồi nè. Để ý dùng anh nhớ được là, chính như thế thì bà thằng bị chuyển đi từ sự đại tập hàng thì chúng số na, anh số số cái gì trong cái na. An tang cha chi ya chi du si de de yin du dan de la ka ri se ge re o ten de ru na se jin ji shi ru na se de ho be go su su lo be go su su da me de shi je wa da me de shi ke wa yin de ne zo de yin de ne zo de ji se zu yi ba do ji se zu yi ba do ji se zhong zhu ning bo la ji se chen zhu ning bo la qi je ba do qi ge ba do sāng jī mēn jī lā, yī dāng jī lā zhū nī, dī yī zhū ngā, nī rī lā, jī nī sū dā wā jī wō, jī nī sū dā wā dāng jā lā sū, chúng ta phải khởi lên cái tâm là đệ tử nhất tâm cung thỉnh bậc đạo sư truyền giới vì lòng quy nguyện mà thỉnh cầu chúng con nương tựa vào Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Con tên là và pháp danh là nguyện đời đời kiếp kiếp thực hành hạnh nguyện của công hạnh của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai và tri tụng những hạnh nguyện của Ngài, và chúng con nguyện thực hành theo một niềm tin chánh tín và bước trên của con đường tu tập cái bồ đề tâm chân chánh, tưởng nguyện Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai từ bi gia trì và chứng minh công đức cho con. Ta chỉ đi chỉ nói rồi bằng ngôn sư, đó mình thì khi gì, chúng ta nói lại ba lần giống như Ngài đã phát nguyện đối trước bảy Đức Dược Sư với sự chứng minh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đã phát nguyện là kính bậc đại đạo sư truyền giới cho con tên pháp danh ngày hôm nay được thọ trì hạnh nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nguyện từ đây cho đến ngày mừng chung, con luôn luôn thực hành hạnh nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai và thực hành trên con đường Bồ Đề Tâm chân chánh. Nguyện chúng sanh được an vui trong cảnh giới thanh tịnh này. Và chúng ta đọc lại lần thứ ba về cái công đức đó là con nhất tâm cung thỉnh bậc đạo sư truyền giới vì lòng quy nguyện truyền dạy cho con tâm chú của Đức Dược Sư. Nguyện đệ tử con tên pháp danh từ đây cho đến ngày mạng chung thực hành hạnh nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai và với một bồ đề tâm chân chánh, ngưỡng mong Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai chứng minh lòng thành cho con. Đó là đọc ba lần nhé. Đời giờ lúc mà đề nói chứ là sáng chứ mấy chứ là tôi có thông chứ có số tôi nhận thêm thêm lên là chỉ bị chế lô mà lúc bà chú bà chú chí ta tên yên chế tổ chú nhận thêm là kẻ dì nó lập bà thua rì nè nó mang ngô tí xa kẻ chá lên thì yếu sắp mà rì ta ta kì bè mông bà chí mà nó sắp bè mấy chứ là chí nè thêm bà tế tế lì xa tổ nè nó mang ngô tí xa nhu yá yếu mà rì tên yên chú tomang bodhi ka se age chalen de medu te indu ta
tanda mama de de ja ni shono su su wa bto ndu si chi da với lòng thành kính mà chúng ta đã thỉnh nguyện như vậy và bậc đầu sư truyền giới đã thấy được cái lòng thỉnh nguyện của chúng ta, chúng ta sẽ tiến hành cúng dường Mạng Đà La và tri ân sự hứa khả của vị đạo sư đã truyền khẩu cho chúng ta về cái minh chú của Đức Diệu Sư. Thế ta mẹ là chế đơn chế dì nà mạng lưu bà thô bà hiến bì thế ta gửi cơ sở tăng chế đồng bà chư kinh tù xung nhạc bì chế nè đi dù dì lên xung dè bà chô chô chế ta kà chế bà chô chế ta kà chế bà thế ta thang chế đà kì chế chô chế ta kà chế bà thế ta thang chế đà kì chế chô chế ta kà chế bà thế ta thang chế đà kì chế chô chế ta kà chế bà dì dà yì chế là yên tè mạ chế bà chế bà tăng chế bà phè hoa tăng Ta chen ba su le tu tang chi je sa wa la ma la ra li pi ra li ten to pi te ka gyan to du tang pi go ni di ji di za pa cho ti ni zang de da ten to ti ni zang de da ten to che la da ni bi la na che che lo ma zong a tang cha yi zang ne zhe to su ta te ni ji ji ta to Khi mà chúng ta khởi tiệm cúng dường cái Mạng Đà La đến bậc Bổn Tôn với sự thỉnh nguyện của bậc thế thì nó là bắt chú bà yên bình thường nên thì phải bị cho bản thân là tên thế rồi nên thì tên giá trong một chú sĩ chỉ còn công nhận tự ngày hôm nay thực hành cái hạnh nguyện của Dược sư vì lòng quy nguyện mà thỉnh nguyện bảy đức Dược sư và đức Bổn Thích Ca Mâu Ni chứng minh thùy từ cho cái buổi lễ của đức giới tử thành kính phát nguyện ngày hôm nay được trọn phần công đức. Thế thì nên cả đứa ta ra cái đó mình đi theo bà số chỉ ta thì. Dạ xin mời quý vị bảo trợ xin mời lên Dr. Jim, Dr. Mai, chị Ngọc Nga, chị Vi Nga, Mai Hoa, Hồng, gia đình Hồng Sân, gia đình chị Linh Hứa, gia đình chị Linh Khu, Mercedes Donahue, Mai Phương Tú, Thảo Hồ. Xin mời những gia đình bảo trợ lên cúng dường Mạng Đà La cho ngày. Chúng sanh được trong cảnh giới này.
Yala,
Dạ quý vị, tuần tới mùng thứ bảy tuần tới mùng 9 Tây và chủ nhật tuần tới mùng 10 Tây là mình sẽ có lễ quán đảnh quan âm ngàn mắt ngàn tay. Và cái lễ quan âm có này ngàn mắt ngàn tay nó rất là quan trọng, là mình cần phải đi cái đủ cả hai ngày, và ngày thứ bảy mùng 9 và chủ nhật mùng 10. Tại vì thứ bảy mùng 9 là để chuẩn bị cho mình nhận là lễ quán đảnh ngày mùng 10. Cho nên là quý vị tuần tới nhớ đi cả hai ngày nhé. Nam mô Bồ Tát Địa Tạng Tam Bồ Tát. Sau khi mình lên cúng dường cho ngài rồi, mình mời ra ăn sáng. Ya Do Bồ Tát Bồ Tát Ma Bồ Tát Bồ Tát Do Tam Bồ Tát Su Bồ Tát Mahabekanze, Mahabekanze, Mahabekanze.